Tôi đã kế hoạch xong xuôi hết rồi. Trước tiên mục tiêu của anh là Mona, tình phụ của nó. Ồ, dùng kế mỹ nam. Cô Mona, có người tặng bông cho cô. Cảm ơn. Không có chi. Thưa cô Mona, tôi ẩn mình ở trong một góc tối đen này, ngắm nhìn cô đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Sắc đẹp của cô có thể giống như một cây kim đã đâm sâu vào trung khu thần kinh của tôi, làm tứ chi của tôi run rẩy. Bị run rẩy? Không phải đâu. Người mà cô ngó thấy không phải là tôi. Tôi chỉ là một người đàn ông nhỏ bé, có tướng mạo giống như Richard, có dốc mình như Stallone và có cặp mắt đượm tình như anh chàng Châu Nhuận Phát. Tôi quả ta không xứng với cô đâu. Ôi, quay à, ơi. Tôi chịu hết nổi rồi. Đúng vậy, người tặng qua chính là tôi đây nè. Ôi, yêu trộm thì là đau khổ quá. Tôi không thể chịu đựng nổi sự dày dò vô cùng vô tận này nữa. Anh muốn cô tôi đó hả? Thôi, cô thì là hiểu lầm tôi quá nhiều rồi. Không muốn thì thôi. Hả? Tôi muốn. Có tại gì? Dĩ nhiên là dựa vào công phu mà tôi sẽ làm cho cô dở sống dở chết đó. Chết rồi lại chết nữa, tận cùng ấy ăn làm cho cô mê mệt luôn đó. Không biết anh giỏi hơn hay là anh này giỏi hơn? Anh nào đây? To con chưa chắc là giỏi đâu. Vậy thì so tài đi. Hả? Không biết là các chị có tự ti mặc cảm hay không. Tôi ngang dọc giang hồ hai mươi mấy năm rồi, được phong một biệt hiệu tức là chim thần. Tôi tố cáo. Tôi biết anh ta là đồ giả. Người tin mất chỉ cần nhìn một cái là biết thiệt hay giả rồi. Dạo này nghe nói làm như vậy là gia công. Chỉ cần bơm không khí vào trọng thì sẽ to lên. Tôi đoán anh chắc chắn là loại này. Này đừng nghĩ lớn mà dương nên mua giúp nha. Ui ơi, đừng nói đừng có chỉ cho tôi nữa. Mỗi năm tôi gặp loại người giống như anh ít nhất là cũng có năm tá. Mau trở về nhà ngủ đi anh đầu đỏ. Ê, sao gọi tôi đầu đỏ vậy? Ui á, tôi đã nói là tôi là chim tần mà. Ui, anh nhân địch tôi là thất bại nữa rồi. Nè, anh hãy nói thiệt cho tôi biết đi. Dù sao cũng phải dạy thằng em của tôi cho nó biết công mới được chứ. Dù sao tôi cũng là chim thần một thời gian mà. Tình hình tiếp tục như vậy tôi không có chỗ đứng nên giúp giùm đi. Sát thủ Hùng, tôi cũng nói thiệt với anh, tôi không biết công quyền gì đâu. Tôi toa rạp cho tụi nó để gạt anh thôi à. Anh không biết? Thật không biết. Uầy, chắc là anh không muốn dạy tôi thôi. Anh sợ sau khi tôi học biết giỏi hơn anh có phải không vậy? Tôi thật sự không biết, làm sao tôi dạy cho anh được. Tôi thật sự không biết mà. Không vậy thì thôi đi. Tôi còn không muốn ép anh nói dối đâu. Cũng may tôi còn có một sư phụ khác nữa, không giống như anh cái gì cũng không chịu dạy đâu. Chờ khi mà tôi học biết rồi biểu diễn cho anh coi. Ra ngoài đi. Ờ, sao lại vô quan cho tôi? Uầy, hình như văn phòng này của tôi mà. Sao hẹp hòi quá vậy? Trả lại cho anh đó. Không chịu dạy cho tôi lại ngồi văn phòng của tôi nữa, đuổi tôi ra. Tài liệu cho biết có một người Ấn Độ đang luyện yoga có bản lĩnh như vậy. Huy, tiếp tục nói nữa đi. Trước tiên anh phải tập luyện chơi ATE. Huy, tôi chơi mỗi ngày mà. Không phải là anh chơi đâu, phải do thằng em của anh chơi. Cứ heo tời nha. Ui, ấy. Uầy, mấy gì tính à? Công thì đã công rồi, nhưng mà chỉ công xuống, không biết công qua công lại. Vậy thì anh phải dùng ý chí thật kiên cường của anh, ép cho nó biết công đi. Ý chí kiên cường? Phía trên, phía dưới, bên trái, bên mặt, phía trước, phía sau. Ui, làm nữa. Phía trên, phía dưới, phía trái, phía mặt, phía trước, phía sau, phía trước, trái phải ngang dọc, 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 trái phải ngang dọc. Phía trên, phía dưới, phía trái, bên mặt, phía trên, phía dưới, phía trái, bên mặt.
công đi. Quá. À. Tôi thành công rồi, thành công. Tài còn 6 điểm. Làm cái 8 điểm. Làm cái ăn. Đấu kiểu hút thuốc vậy. Thưa ông muốn đặt bao nhiêu tiền? 3.000. Thưa ông, ít nhất phải 5.000. Đặt 3.500. Ít nhất là 5.000. Rất khâm phục anh. Anh có đủ can đảm dám nói những lời này với tôi. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Một trăm. 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây chỉ được 4.880 đồng. Còn thiếu bao nhiêu? Tôi thêm vào. Tôi cũng rất khâm phục cô. Cô đã biết thế nào cũng thua rồi, nhưng mà vẫn còn có tinh thần thể thao. Blackjack. Tôi ăn. Tay còn 1 điểm. Làm cả 4 điểm. Số phận đã định cho tấm bài này của tôi là 8 điểm. Không đâm. Tay còn 1 điểm. Làm cái bù, ta còn thắng. Không gặp mặt có mấy ngày, hình diện không có giống như lúc trước. Nhãn tiền của cô nhìn thấy chỉ là bề ngoài, chút đỉnh thôi. Thật ra đó, ở chỗ mà cô không nhìn thấy, rất oai phong lẫm liệt. Vì mặt nào? Vì mặt đó. Xin lỗi. Bây giờ đi đâu? Tôi chuẩn bị vào trong toilet, lấy cái mặt khác của tôi ra cho nó hứng mát. Chuẩn bị một phòng hảo hạng cho tôi. Tôi muốn cùng với Trần công tử này chỉ chơi tay đôi một bàn phé. Tôi không thể nào tin được tấm cuối cùng cô lấy được tấm già. Cô lũ già nè. Cởi ra. Dám chơi dám chịu. Tôi cởi. Giỏi thiệt. Nhưng mà có một chỗ tôi thật là không hiểu. Tại sao cô phải bắt tôi cởi cái quần trước, rồi mới bắt tôi cởi cái áo hả? Tôi đâu có kêu anh phải cởi cái áo. Bằng này phải bắt anh cởi cái quần lót của anh ra. Nhà nghề. Thì là nhà nghề đó. Phía trên, phía dưới, phía trái, phía mặt, phía trước, phía sau. Thế nào? Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải. Làm gì trống vậy? Tôi đâu có biết đâu. Darling, anh thật là lợi hại quá. Of course. Nếu mà em thích, có thể đi thêm một vòng nữa mà. Đêm nay là đủ rồi. Tối mai đến biệt thự của em đi nha. Tụi mình có thiếu gì thời gian. Anh học biết con quẹo được hay sao? Đúng vậy. Nếu mà không có tài này thì làm sao làm cho Mona dở sống dở chết được. Anh đừng có ngưỡng mộ tôi nha. Tối mai cô ta còn đặc biệt mời tôi đến dự vũ hội nữa đó. Khâm phục. Phải cần khâm phục. Phải rồi. Hay là anh nói cho tôi biết số tiền đó để ở đâu. Ngày mai khi tôi đến đó sẽ thuận tiện lấy ra giùm cho anh có được không? Không được. Huê. Có đi thì đi với anh. Huê, hả? Anh đừng có làm phiền Phước quá có được không? Ê, anh đi cô gái, tôi lấy tiền.
Ôi, giờ anh tưởng đây là tiệm bán hàng, sao nói ra là ra, nói vào là vào. Ê, hey, tôi có phương pháp rồi. Không để cho anh gánh trách nhiệm đâu. Còn chờ tới chừng nào nữa đây? Tôi đã nói rồi, ở đó là chỗ giám ngục, đâu phải là cửa tiệm, nói ra là ra được ngay. Ê, hey, quà hả? Tôi để đứng ở đây đợi bao lâu rồi? Honey! Nè, sao anh còn không vô nhà? Mona Lisa, anh vô nè! Tại sao anh đứng ở ngoài lâu vậy? Anh đứng ở đó chờ đợi em, tặng cho em nè. Ngoài ra anh đây phát hiện được ánh trăng rất là sáng sủa, cho nên muốn mời em cùng nhau thưởng thức. Không lẽ anh không có nhận thấy là còn có công việc nó càng hấp dẫn ánh trăng này nữa hay sao? Tình dục của cô gái này hết sức bồng bột. Để mình xem cho rõ coi dốc mình của cô ta là 35, 25, 34. Chiều cao 1m67, tuổi tác mới có 26. Có kinh nghiệm làm tình hơn 1,000+. Đối thủ có đến 106 người. Sáp trận cầm cự được 2:38. Con số cao trào nhiều nhất dự đoán là 21 lần. Tình dục cao khác có đến 100%. Công suất chiến đấu ở trên giường đạt đến 8,030 điểm. Quả thật là một cao thủ chính cấu không dễ gì chế phục được. Rất may dốc dáng của mình cũng là 29. Còn bề cao là 1m8. Bề dài của nó là 60 phân. Tôi nãy là cánh tay của tôi. Tuổi tác 32, kinh nghiệm làm tình đã hơn 1,500 lần. Đối thủ hai đứa, một đứa là tay trái, một đứa kia là tay mặt. Tình dục khao khát đến 100%, cầm cự được 2:30, còn chiến đấu lực ở trên giường đạt đến 10,000 điểm. Tôi xung phong Mona. Mona, tối nay anh nhất định phải chế phục em. Tại sao trong nhà em còn những tôi tới xấu xa vậy? Em định chờ đến khi em đến đây rồi thì em sẽ kêu họ đi về, vì em sợ tối. Bây giờ em kêu họ ra về đi. Các người hãy đi về hết đi. Đi về đi. Quầy kêu thiếu nữ về. Tôi phải lau sạch tấm ảnh của ông chủ đã. Anh tiếp riêu này lại muốn làm cái gian phu. Thiếm nói ai vậy? Ai là tiếp riêu vậy hả? Thiếm nói ông này à hả? Nè, mặc kệ bọn họ đi, tôi mình lên lầu sẽ nói. Anh thích là như vậy đó. Nè, nếu như anh chơi thắng em thì em mới cho anh. Giờ phút này rồi còn chơi trò gì nữa? Vậy được rồi, chơi trò bao chín sụp nha. 1, 2, 3, bao chín sụp. Quỳnh tù tì ra cái gì? Ra cái này. Không chơi nữa đâu, lần nào cũng ăn thấy không chơi nữa. Mau đi, mò chơi nữa đi anh, chơi lần nữa đi nha. Lần này không biết ra gì nữa. Mau lên. Ra kéo đi. Lúc nãy anh định ra kéo rồi. Bây giờ tụi mình chơi bàn nữa nè. 1, 2, 3, bao chín sụp. Hey. Cắt đứt được của em rồi á. Quang hô, quang hô, tôi đã nói là phải ra cây kéo mà. Quang hô, quang hô. Alleluia. Anh quả thiệt to gan, dám chung chạy với tình nhân của tôi, tình dục của tôi. Ông à, đầu đưa câu chuyện là như vậy nè. Tôi sắn xe ở ngoài đường đó, khi mà sắn xe xong đó thì tôi lại bay lột vào đây. Trong quá trình tôi bay lột vào đây, không biết tại sao quần áo rách hết luôn. Gặp lúc cô này vừa tắm xong còn chưa có mặc áo đi ra ngoài, tôi đụng nhầm cổ một cái, hai đứa đều nằm ở đây hết. Thật ra tôi rất là trong sạch mà không có làm gì đâu, quang minh lỗi lạc nữa. Tôi nói chuyện ông có tin không vậy? Anh nói coi. Tôi cũng không tin. Cái giường này, từ khi mà giờ tôi chết đến nay, tôi cũng chưa ngủ trên giường này. Anh cả gan dám lên trước tôi. Thế nào, cái giường của em chứ? Nếu mà theo lương tâm của tôi nhận thấy cái giường này hơi cứng một chút. Ủa này cô, ủa dạ. Anh tưởng rằng ông già đó với thằng phản bội dân địch sai đến đây tôi không biết hay sao hả? Không ngờ có tôi ở đây chứ. Sao bỏ đi mau như vậy, ngồi nói chơi chút nữa đi. Đồ đó để ở đâu? Quỳ anh nói cái gì vậy, tôi thì là không biết cái gì hết mà. Không biết, vậy tới làm gì? Thì chơi gái thôi. Anh nói gì? Không phải đâu. Chưa thấy quan tài thì anh chưa rơi nước mắt. Trở nó lại. Uy nè, uy, anh muốn gì đây? Làm gì đó?
Anh có thích loại vật này hay không? À, không thích đâu à. Nếu anh không thích thì phải nói món vật nó để ở đâu hả? Con chi chi này của tôi nó rất thích ăn thịt. Mấy ngày rồi không có gì vô bụng. Ngày thường tôi thường lấy lạp xưởng ra cho nó ăn. Tôi gian xin anh mà tôi quả thật không biết cái gì đâu. Anh hãy tha cho tôi đi mà. Nó bò lên đùi của tôi kìa. Có xe cảnh sát. Có lẽ có người đã báo cảnh sát. Cứu tinh tới rồi. Không sao đâu. Để cảnh sát bắt hắn. Tố cáo anh ta phi pháp vô nhà có ý đồ đánh cướp và cưỡng hiếp vợ của anh. Chắc chắn hắn ta bị ở tù. Cứ tố cáo đi, không có sao đâu. Nhưng mà chủ yếu phải lấy con vật này ra đi hả? Nó bò tới rồi kìa. Nó bò vô bộ phận của tôi rồi kìa. Đừng có lo. Em chỉ e con kỳ đào nó kiếm không có thấy thôi. Con nói như vậy nghĩa là gì? Con nói cái gì đây? Lớn như vậy mà nó kiếm không ra sao? Con nói anh ta có phải không? Chứ còn chưa có nói xong. Để cắn rồi, cắn rồi. Uầy sếp, bộ phận của tôi bị thương mà đau lắm. Đừng có đi nhanh quá. Mau lên đi. Nè, không có công khai được đâu mà đừng để cho người ta thấy tôi bị thương nha. Thiệt đó. Ui da, ui ấy, đau quá. Giải quyết thi thể đó rồi hả?